đầu hành lá á, mình đọc dòng ra thì con nhỏ nè, ướp vô luôn một muỗng canh đầu hành lá luôn. Những cái nguyên liệu này nó có hơi nhiều chứ không sao trên á, các bạn làm nhiều nó càng thơm, không có lo, mình chỉ dè dặt khi mà mình đem muối thôi. Đừng lại không có đập, không có cắt cho chặt xương nữa các bạn. Dầu ăn các bạn cho một muỗng canh nữa nha. Dầu mè các bạn cho một muỗng cà phê thôi. Kịp không? Ghi kịp không? Rượu trắng các bạn cho một muỗng canh vô. Tiêu trắng nửa muỗng cà phê. Trứng đừng có bỏ chung vô, trứng để riêng dùm nha. Cái chỗ trứng á, để riêng ra. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu ướp. Món này là các bạn bán, các bạn sẽ được
thiếu, cho nên các bạn tăng gấp đôi cái lần số lên để các bạn làm bao giờ để cho nó có cái dự trữ nó dư